Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm củ cải muối hay còn gọi là củ cải sa báu đó. Thì với món này thì mình làm nhà mình ăn nó vừa ngon, vừa sạch sẽ và đặc biệt là có thể để dành ăn được rất là lâu. Thì cái cách làm nó cũng khá là đơn giản đó. Sau đây thì mình mời các bạn cùng thực hiện nhé. Và để làm món này thì mình sử dụng là 3kg củ cải trắng. Củ cải trắng này mình đã rửa thật sạch rồi. Và các bạn nên lựa những củ cải nó thon dài và nó hơi chắc nặng á, thì là củ cải ngon đó. Thì mình muối thì nó sẽ ngon hơn. Thì đây mình sẽ không gọt vỏ hay bỏ gì hết, mình sẽ muối nguyên củ luôn. Với 3kg củ cải trắng á, thì mình sẽ sử dụng là 1,2 kg muối hạt. Thì với món này thì các bạn nên sử dụng muối hạt giúp mình nhé. Và cái tỷ lệ nó dễ nhớ lắm các bạn. Thì cứ 1kg củ cải thì các bạn sử dụng là 400g muối. Và nguyên liệu như vậy là đã xong rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi ướp củ cải. Và ở đây mình có chuẩn bị một cái thau nhựa nè để mình ướp củ cải. Thì đầu tiên mình sẽ rải một lớp muối mình cho vào ở dưới phía đít thau nè. Đó các bạn, rải đều đều ra. Rồi thì mình sẽ cho một cái lớp củ cải vào. Tương tự như vậy thì mình sẽ rải một lớp muối, một lớp củ cải. Thì các bạn làm như vậy cho đến hết nha. Rồi thì cái phần muối còn lại á, mình cho hết vào cái lớp trên mặt luôn. Các bạn rải cái muối đều đều á, cho nó thấm với cái củ cải. Củ cải đã được ướp muối xong rồi, thì mình sẽ dùng cái mâm á, mình đậy lại. Và mình sẽ để củ cải này qua đêm. Đây mình làm buổi chiều nè, thì sáng ra mình sẽ quay lại nha. Và đây là cái củ cải mình ướp muối qua đêm nè các bạn. Sáng mình mở ra nè, thì mình cầm lên mình thấy cái củ cải nó mềm, nó xèo lại rồi đó các bạn. Đó, và cái phần nước này nè, là cái nước mà cái trong củ cải nó tự ra. Mình ướp cái củ cải với đủ cái lượng muối á, thì nó ra vừa ngập củ cải luôn. Và củ cải mình nó cũng nhanh mềm nữa. Thì bây giờ thì mình sẽ đem cái phần củ cải này mình đem đi phơi nắng. Còn cái phần nước này các bạn không được bỏ đi nha. Mình sẽ giữ lại để khi chiều tối á, mình phơi xong mình đem vô mình muối tiếp. Để phơi nắng thì mình sẽ dùng cái xịa hoặc là cái manh bao gì á, thì mình phơi cái củ cải này tốt hơn là mình phơi bằng dụng cụ inox á. À, cái củ cải này mình đã phơi được một nắng rồi đó các bạn. Các bạn nhìn nè, cái củ cải nó hơi teo lại này nè. Ở trên đầu thì nó có chút phấn và nó mềm hơn so với lúc ban đầu á. Bây giờ thì mình sẽ đem vào thau để mình muối tiếp. Đó, cái thau nước muối nè, mình để lại. Thì cứ ban ngày á, thì mình đem ra phơi nắng. Còn chiều xuống á, thì mình sẽ đem củ cải vô, mình bỏ vào cái thau như vậy nè. Nè, cái củ cải nó đã héo lại nhiều đó các bạn. Bây giờ mình chắc dừa có một lớp luôn nè. Đó, thì mình sẽ để ở đây để mình ướp với muối. Thì sáng ra mình sẽ đem phơi. Thì các bạn làm liên tục như vậy cho cỡ 7-8 ngày nha. Và đây là cái củ cải sa báu mình phơi được 8 ngày đó các bạn. Thì mình lấy lên cho các bạn xem nè. Đó, các bạn phơi khô mà nó vẫn còn giữ cái độ mềm nha. Chứ các bạn không được phơi khô cứng quá. Mình phơi khô cứng quá thì củ cải sa báu của mình nó sẽ mất ngon. Thì các bạn muối đủ cái lượng muối á, thì củ cải mình nó sẽ tự lên phấn như vậy nè các bạn. Và cái củ cải này mình làm như đạt á, thì nó sẽ có cái độ thơm tự nhiên của cải sa báu. Và củ cải của mình á, nó bảo quản được rất là lâu luôn. Còn cái này thì nó còn cái màu trắng do mình mới phơi xong á. Thì các bạn muốn nó lên cái màu đẹp á, thì mình sẽ ủ củ cải. Nên mình sử dụng một cái keo thủy tinh lớn này nè, để mình ủ củ cải. Cái keo này thì mình đã rửa sạch và mình phơi cho nó khô ráo rồi đó các bạn.
Bây giờ thì mình chắc củ cải mình cho vào thôi. Cái củ cải muối của mình á, lúc này mình ăn được luôn đó các bạn. Tuy nhiên thì cái màu nó sẽ không được đẹp và nó cũng chưa có thơm lắm. Thì đây mình sẽ ủ thêm 7 ngày nữa. Bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại. Và cái củ cải này nè các bạn, thì mình để càng lâu thì màu nó càng đẹp và càng ngon. Thì ở đây mình sẽ để khoảng 7 ngày. Thì sau 7 ngày thì mình sẽ quay lại nha. Cái keo củ cải muối mình đã ủ được 7 ngày nè các bạn. Để các bạn nhìn nè, cái màu nó lên cái màu đỏ đẹp rất là tự nhiên luôn nè. Này, thơm lắm đó các bạn, thơm cái mùi đặc trưng của củ cải sa mấu. Cái mùi nó rất là dễ chịu luôn. Và mình làm ở nhà nè các bạn nhìn nè, nó sạch sẽ và nhìn nó hấp dẫn lắm nè. Cái củ cải sa mấu này nè các bạn, mình làm xong á, mình có thể chế biến được rất là nhiều món luôn. Ví dụ như là mình đem đi hầm xương nè, chăn giò rồi đó. Hoặc là mình có thể đem xào sả ớt, rồi chiên với trứng vịt. Hoặc là có thể đem trộn chua ngọt. Mình làm được rất nhiều món rất là ngon luôn. Củ cải mình làm nhà nè các bạn, nhìn nó thơm ngon và nó sạch sẽ lắm các bạn. Mình an tâm lắm luôn đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sắc một ít ra để mình trộn cái sá bấu chua ngọt á, để cho các bạn xem nha. Rồi để cho nó hết độ mặn á, thì mình sẽ cho vào cái tô nước và mình ngâm khoảng 4-5 tiếng vậy đó, cho nó ra hết cái mặn luôn rồi mình mới đem trộn. Nè, đây sá bấu mình đã ngâm được 4 tiếng và mình đã dắt cho nó thật ráo nước nè các bạn. Lúc này nó hết độ mặn rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ trộn tỏi ớt vào. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho cái hỗn hợp là giấm đường và nước mắm vào. Thì cái tỷ lệ này là mình sử dụng là 50ml nước mắm, 50ml giấm và 50g đường. Mình nấu sôi lên, mình để nguội và mình cho vào để mình trộn. Đó, nó đơn giản phải không các bạn? Đó, mình trộn lên cho nó thấm chút là mình ăn được rồi. Nếu mình trộn xong như vậy là mình ăn rất là ngon luôn các bạn. Sá bấu chua ngọt này ăn giòn ngon và chua ngọt đậm đà, rất là hấp dẫn luôn. Đến đây thì cái món sá bấu của mình cũng đã được làm xong rồi đó các bạn. Thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh á, để tiện theo dõi những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.